Em lại về đồng hồ các loại cho các bác đấy ạ. Các loại đồng hồ bãi của Nhật. Đấy. Trung bình từ 5 70 nghìn 100 2 300 nghìn cái. Đấy, hôm trước có cái lô đồng hồ này này. Con này là 23 293 giá 100 này. Con này là không chạy nhé, về bác tự chạy con 289 giá 500 này. Nhưng con này lúc đầu nó chạy nhưng bây giờ tự nhiên nó không thể chạy cái vòng này này. Có DH6 này giá 600 số 300 này. Và cả con này nữa. Tổng 4 con này để cho bác 600 nhá. Cho nó nhanh. Dọn lô cũ đi, tổng 4 con này 600. Đấy. Tổng 4 con này 600. Còn sau đây em bắt đầu em vào giới thiệu cho bác lần lượt từng mã này. Con bắt đầu đây, đó là con Citizen. Con này con Citizen. Con Lắc. Citizen. Con này số thứ tự là số 53, giá 2 triệu 9. Size chiều ngang này hơn 30. Đây, lật nắp ra. Con này đồng hồ điện tử. Cần Lắc cũng điện tử. Điện tử, nhưng mà hàng nó lại là hàng của Nhật chứ không phải hàng này. Đấy, đây. Điện tử nhá. Tất cả hàng điện tử. Nhưng mà nó lại là made in Japan các bác nhé. Japan. Đấy. Đây. Và các bác là bác nào lười lên cót thì dùng những con này. Nói chung là nó thiết kế cổ kính, trang nhã đẹp. Đấy. Có Lắc đây. À, chiều cao nó tầm khoảng độ trên 50. Số thứ tự 53 giá 2 triệu 9. Đồng hồ của Nhật Bản ạ. Nhật Bản. Citizen của Nhật Bản. Sao con 53 rồi, sao con 54. Con 54 này cũng là con Citizen nhá. Số 54 giá 1 triệu 3. 1 triệu 3. Con này là quả Lắc, nó Lắc ở trong này này. 1 triệu 3. Đấy, còn trên này là hình nốt nhạc của con ngựa. Giá 1 triệu 3. Con này chiều cao nó tầm khoảng độ gần 50, 150. Chiều ngang 30. Đấy. Chưa. Con này cũng chạy pin. Nhá, đồng hồ treo tường. Giá 1 triệu 3. Sang con 54 rồi. Sang đây con 50. Con 50 này đó là con Senko. Con Senko cơ chứ. Con này nặng mấy cân luôn đấy. Đồng hồ Senko của Japan. Tất cả những cái này các bác thấy đi này. Vàng ươm này. Ê. Xinh vàng ươm luôn quá. Như vạn vàng luôn. Đồng hồ Senko của Nhật. Con này chiều ngang ở phía dưới này đó tầm khoảng độ hơn 30. 30, 32 đấy. Chiều cao nó tầm khoảng độ 35. Đấy. Số 50 giá 3 triệu 9. 3 triệu 9. Ừ, để bố quay bài. À, sang số 51, đó là đồng hồ đĩa kiểu Pale. Pale. Rất là đẹp, đồng hồ để bàn. À, số 51 giá 1 triệu 2. Úi giời, cái Pale nó nặng lắm, mấy cân luôn Pale luôn. Này. Tôi khéo lại rơi mất. Em đỡ một tay nó sập mất đấy. Này, đồng hồ Pale. Cái này tôi phải mấy cân luôn, mấy cân pha lê. Đấy. Đồng hồ của Nhật Bản nhé, made in Japan. Số 51 giá 1 triệu 2. Kim trắng bạc. Sang cái số 52. Giá 1 triệu 3. Cũng là Citizen. Con này có quả Lắc nhé, đồng đồ hồ để bàn này. Lắc ở đây, bác lắp thêm pin ở dưới này nhé, lắp pin vào. Đấy. Giá 1 triệu 3. Đấy. Citizen này, con này cao tầm 30. Sang chứ con 55. Con này 55 cũng là con Senko. Nhưng con này về các bác phải vệ sinh cái mặt này đi chứ, băng dính với lại nó vết. Con số 55, con Senko Japan, hàng made in Japan luôn. Số 55 giá 900 nghìn. Con này chiều cao nó tầm 28-30. Đấy. Sang con 56, 1 triệu 200 nghìn. Cũng là Citizen. Citizen. Con này có Lắc ở giữa này. Con này đồng hồ treo tường có Lắc giữa nhá. Lắc giữa được chưa? Đồng hồ treo tường có Lắc giữa. Đấy. Hàng Nhật Bản. Chẳng thấy có chữ đây, chẳng biết chữ Nhật thì chữ gì. Không biết có chữ Japan đâu. Nhưng đây là hàng bãi hết. Hàng bãi hết các bác ạ. Đấy. Con này có đèn, à,
con này có báo đèn báo bên này, bên này, ngày và đêm bác ơi. Hiển thị ngày và đêm, ngày đêm. Ok. Số 56 giá 1,2 triệu. Số 57 cũng giá 1,2 triệu. Con này cũng quả lắc ở dưới này. Đấy, giá 1,2 triệu. Con này nó còn có cảm biến gì đây này? Em không rõ lắm đâu. Đây nó có nút cảm biến này. Ở dưới số 6 ấy. Không nắm rõ là con này có chuông nhé, đổi các chiều chuông. 57, 1,2 triệu. Cao nó tầm 40, con này 40 luôn. Đấy. Con 58 giá 1,9 triệu. Đây ạ. Con 58 thì các bác nào biết là đây này có một đài thiên Nga. Này tiếp thiên Nga. Con này có Citizen. Đồng hộp size này chiều ngang nó tầm khoảng độ 38. Chiều cao khoảng 25. Đấy. Ok chưa? Quá đẹp, con này thì đẹp lung linh. Citizen đẹp lung linh luôn ạ. 1,9 triệu. 58 sang số con 59. Con này là con đồng hồ hàng ở Made in Japan. Con này là rất là hay là khi đổ chuông nhá, các chú ý nhá. Con này giá 1,9 triệu nhá. À, khi đổ chuông em nó chạy hai cái cánh cửa ra này. Đấy, đây này. Khi đến giờ đổ chuông thì nó sẽ chạy hai cánh cửa ra như này. Và hết đổ chuông thì nó lại chạy vào như này. Đấy. Đấy là con đồng hồ này của Nhật Bản. Size này nó size 40 luôn. Mặt 40. Khi đổ chuông, đến giờ đổ chuông nó sẽ chạy cái này ra. Đúng không? Con này giá 1,9 triệu. Số thứ tự 59. Hàng Japan. Sang con số 60. Con này thì xung quanh toàn ngồi gỗ thôi. Gỗ đẹp này. Hàng Senko này. Made in Japan này. Màng tất cả mặt vàng. Như kiểu mạ vàng luôn. Kỳ đẹp số 60, 2,9 triệu. Tất cả đền đây, được mạ nhôm phay hết, nhôm phay màu vàng hết. Tất cả nhôm phay màu vàng hết ạ. Được chưa? Đế chân này, vàng ươm luôn. Giá 2,9 triệu, số 60. Để các bác lau dọn nhé. Em chưa lau dọn gì đâu đây. 60 được chưa? Nắp đây. Đấy. Ok sẽ. Con Senko. Sang con 60 rồi, sang con 61. Con này giá 1,2 triệu. Cũng đồng hồ Citizen Quartz. Citizen Quartz này. Ở dưới này có bệ này, Citizen Quartz này. Trên là logo hình tượng lâu đài và vầng trăng khuyết. Đấy. Đây là vầng khuyết. Máy là Made in Japan. Đấy. Mức giá 1,2 triệu, số 61. Con này cao tầm khoảng độ 55, 50 thôi. 55, số 61, giá 1,2 triệu. Sang đến số 62, cũng là con Senko. Tất cả đều cột trụ đều được cái mạ như kiểu mạ vàng, rất là đẹp. Con Senko, số 62 giá 1,9 triệu. Hàng Japan luôn. Japan luôn, 1,9 triệu. Con này cao hơn nào? Tầm khoảng độ 36. Là 32 và 6. Số 62. Số 63. Con này thì quá đẳng cấp rồi. Con này vừa mua chơi cho tặng thì con này phải nói là như mới luôn. Như mới. Hàng Japan ạ. Đây đây. Đó, nhìn nhá. Pin Japan nhá. Con này số 63 giá 2,9 triệu. Con này hàng như mới luôn. Phải nói là mới cũng được. Hàng của Japan luôn. Hàng này thêm thùng xốp là xong thôi. Chỉ cần thêm thùng xốp là xong thôi bác. Đấy. Đặt chân nữa. Đây. Đấy. Đồng hồ kiểu khay đĩa rất là đẹp luôn. 2,9 triệu con này. Những cái đồng hồ này nó ký kiếm này. Hàng Made in Japan nha. Số 63 2,9 triệu. Số 64 500 nghìn. Số 64 500 nghìn con Senko của Japan. Số 64 Senko của Japan. Số 65 đâu? Số 65 đây. Ôi trời ơi, con này mới đỉnh nữa này. Con số 65 này, con này là bằng đá này. Hàng Made in Japan luôn ạ. Hàng Made in Japan các bạn nhá. Con Senko Made in Japan tất cả đều được làm bằng đá. Đẹp nhất chưa?
xưa. Hàng của Nhật chứ không phải hàng của Việt Nam. Đây là hàng bãi ạ. Đá của nó đây. Japan tiếp đằng sau đây. Bác nhìn thấy em chưa lau dọn như này mà nó còn đẹp như thế thì bác biết rồi gì. Đấy. Con số 65. 2 triệu 9 ạ. 2 triệu 9. Con số 66, 500 nghìn. Đây, con này là Citizen. Chưa vệ sinh mặt mũi cho các bác biểu lau thôi. Số 66, 500 nghìn. Này. Japan luôn. Số 66, 500 nghìn. Số 67, 500 nghìn tiếp. Đó là con đồng hồ mặt phay gỗ. Mặt gỗ. Hàng made in Japan. Senko 67 giá 500 nghìn. Con số 68 này là con đồng hồ cơ. Con này là con Tokyo Lock. Tokyo Lock này. Tokyo Lock, con này là hàng Japan, made in Japan nhé. Số là mã. Số là mã. Giá 900 nghìn. Con này lên cót ạ. Lên cót đấy nhá. Lên cót. Đồng hồ Nhật. Đấy, quan trọng nhất cái mặt này. Lên cót thôi. Còn những cái này ấy, thích thì dán phát đẹp luôn các bạn. Không phải nói. 68. Con số 69 giá 1 triệu 9 cũng là con Senko. 69 giá 1 triệu 9 nhá, con Senko nhá. Đấy, nhìn chưa? Đẹp lung linh chưa ạ? 69. Ôi giời, sơn piano. Đẹp bóng luôn. 69 giá 1 triệu 9. Và còn lô cái 70 này là 4 con này thì đã báo rồi. 70, 4 con này. Số 70, 4 con này. Gồm có 4 cái 600 nghìn. Xin chào các bác.